Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Mr. Zero bóng đá vui nhộn. Chúng tôi tổng hợp rất nhiều những tình huống từ những bàn thắng đẹp ngất ngây đến những pha cười ra nước mắt của các siêu sao trên sân cỏ thế giới. Nếu các bạn là những fan bóng đá chính hiệu, đừng quên theo dõi kênh Mr. Zero thường xuyên nhé. Sẽ có rất nhiều những video thú vị đấy. Nếu thấy hay thì hãy like, share và subscribe cho channel của chúng mình nhé. Xin chào. Trong bóng đá, đôi khi xảy ra những sự cố hy hữu, sự xuất hiện bất ngờ của những vị khách không mời khiến trận đấu bị gián đoạn. Nhưng nhiều người, thậm chí cả cầu thủ lại cảm thấy thích thú với sự phá đám này. Đó có thể là fan cuồng nào đó, các loài động vật bất ngờ đi lạc, hay thậm chí là một vật thể lạ bỗng dưng xuất hiện. Mời các bạn cùng thư giãn với những khoảnh khắc sau đây. Những chiếc drone xuất hiện trên sân bóng có thể dẫn đến việc trận đấu bị hoãn nhằm đảm bảo biện pháp an toàn cho các cầu thủ nếu như nó không thuộc sở hữu của đơn vị tổ chức trận đấu. Nhưng có một lần khá đặc biệt, chiếc flycam được dùng để ghi hình trong trận đấu này đã bị hạ gục bằng cuộn giấy vệ sinh khi một cổ động viên tức giận vì đội nhà bị thua. Một cậu bé mới chỉ ở khoảng độ tuổi lên 10 đã chạy vào sân trong những phút cuối trận đấu tại giải vô địch quốc gia Argentina và gây sốc cho toàn bộ khán đài vì những hành động tinh quái đầy bất ngờ của mình. Thậm chí, fan nhí nghịch ngợm này còn lừa qua cả nhân viên bảo vệ, khiến anh này ngã dúi dụi. Mãi về sau khi hai nhân viên an ninh khác vào cuộc, trò chơi mèo đuổi chuột ngay trên sân mới kết thúc, cậu nhóc bị bắt và rồi bị tống cổ không thương tiếc ra khỏi sân. Song đối với những vị khách không mời thì sự xuất hiện bất ngờ khiến nhiều người, thậm chí cả cầu thủ lại cảm thấy thích thú, phải kể đến các loài động vật. Như chú chó lanh lẹ thông minh này, giữa lúc hai đội đang thi đấu, đã tranh thủ làm gián đoạn trận đấu khi đột nhập vào sân bằng cách nào đó để tìm kiếm sự nâng niu. Còn đây là trận đấu bị gián đoạn ở giải vô địch quốc gia Gibraltar vì có chú bò chạy lạc vào sân. Các trọng tài, cầu thủ lẫn ban tổ chức đều không lường trước được sự việc này. Nếu kể đến các loài vật ham vui và mê bóng, phải kể đến loài chuột túi ở Úc. Được xem kangaroo từ đâu nhảy vào tranh bắt gôn là điều không phải lúc nào bạn cũng có thể trông thấy. Con kangaroo này đã nhảy vào sân rồi nằm dài trước cầu môn và đợi hễ ai đó sút bóng thì liền bật dậy bắt ngay. Đó là trận đấu ở giải vô địch Bolivia và người làm gián đoạn trận đấu này là vị khách không mời có bộ lông màu xám trắng. Không chỉ vậy, chú chó này còn hồn nhiên nằm ra giữa sân và gặm một chiếc giày, có lẽ đã chôn được của một cầu thủ nào đó từ trước. Ban đầu sự xuất hiện này không khiến các cầu thủ và trọng tài quá để tâm, nhưng sau khi thấy chú chó tự nhiên quá mức, trận đấu đã buộc phải tạm dừng để xử lý vị khách mời này.
Tuy nhiên mới một con thì vẫn chưa là gì đâu. Đây mới là khoảnh khắc người ta chỉ biết lấy tay che trán chẳng biết làm sao, khi mà cả một đàn trẻ con đua nhau chạy vào quậy banh sân bóng. Nhưng đáng sợ phải kể đến sự cố diễn ra trong trận bóng tại Tanzania, khi một đàn ông ùa vào sân khiến tất cả hoảng loạn. Trận đấu bị gián đoạn và tất cả đều nằm rạp xuống sân. Dường như biện pháp này không hiệu quả mấy, khi chỉ ít giây sau, tất cả đều đứng dậy và bỏ chạy khỏi sân bóng. Từ các cầu thủ trên sân, băng ghế ban huấn luyện cho đến cả khán giả, nhiều cầu thủ đã bị ong đốt, nhưng rất may vì hậu quả không đáng lo. Năm 2012, khi Blackburn đang tham gia cuộc chiến trụ hạng và tiếp đón đối thủ trực tiếp Wigan, một cổ động viên đã thả gà vào sân để phản đối chủ sở hữu của Blackburn, Venkis, người sản xuất các sản phẩm từ thịt gà. Trận đấu phải tạm dừng khá lâu. Năm 2013, một sự cố hy hữu đã xảy ra trong trận đấu tại giải hạng 5 của Anh. Một người đàn ông nhảy dù đã bất ngờ đáp xuống sân bóng ngay khi trận đấu vẫn đang diễn ra. Toàn bộ cầu thủ cảm thấy sững sờ vì chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, trong khi các cổ động viên lại tỏ ra vô cùng thích thú. Hay trong trận đấu giữa hai câu lạc bộ Sassuolo và Inter Milan cũng xảy ra một tình huống tương tự, khi một người chưa rõ danh tính đã đáp xuống sân vận động Mapei không cần thẻ đỏ. Rất nhanh, bộ phận an ninh đã hộ tống anh chàng ra khỏi trò chơi. Một chú sóc đã nhảy vào sân phá đám trận đấu bóng đá nữ tại Mỹ. Chú sóc này hồn nhiên chơi đùa trên sân trước sự chứng kiến của hàng ngàn khán giả. Trận đấu được tạm dừng và các nữ cầu thủ thì được xem một màn biểu diễn quay tròn ngay trên sân. Trong trận đấu khác, sự xuất hiện bất ngờ của một chú mèo tam thể này cũng khiến các cầu thủ và khán giả có 10 phút thư giãn thú vị. Các cầu thủ định lừa và tóm lấy đưa chú ra sân, nhưng ý định đó không thành vì nó quá nhanh. Brazil là xứ sở của loài vẹt, có lẽ vì thế mà chúng cũng khá bạo dạn, nếu không muốn nói là chúng cũng đam mê bóng đá. Một nữ cầu thủ đã bị một chú vẹt định cư trên đầu và phải dùng một quả bóng đá để dụ chú đi nơi khác. Trong các lĩnh vực giải trí, đặc biệt là đối với những truy tinh tặc, có lẽ không còn gì vui hơn niềm vui khi đến gần thần tượng yêu thích. Và trong thể thao cũng vậy, song không phải bất cứ ai cũng thể hiện sự yêu mến đó một cách sáng suốt. Cho nên, nhiều khi chúng ta chứng kiến nhiều hành động khá cuồng nhiệt đến mức trở thành nông nổi, nhất là khi các cổ động viên quá khích lao xuống sân để được ôm ngôi sao thần tượng của mình. Có rất nhiều ví dụ đã xảy ra với các cầu thủ như Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho, Mbappe, Neymar. Hầu hết các sao đều sẽ tỏ ra thân thiện với fan của mình nếu như tâm trạng lúc ấy của họ vui vẻ, và đa số người ta sẽ khen ngợi rằng cầu thủ này thật tốt. Tuy nhiên, có một điều khá nguy hiểm là nếu như cổ động viên đó là một hooligan thì khó mà ai đoán được hậu quả gì sẽ xảy ra. Vừa rồi là những tình huống khi các vị khách không mời xuất hiện trên sân bóng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.